Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, chắc hẳn tất cả chúng ta không ai còn xa lạ gì với những hành động hung hăng của Trung Quốc liên tục và nhiều lần xảy ra trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đúng không ạ? Thế nhưng Đảng và Nhà nước chúng ta luôn giải quyết vấn đề này trên cơ sở tôn trọng hòa bình. Cộng đồng mạng rất nhiều người có thắc mắc rằng tại sao không sử dụng vũ lực chiến lại với anh bạn láng giềng này để dẹp âm mưu bành trướng đó đi. Vậy thì trong số phát sóng ngày hôm nay, Tin Mới sẽ chứng minh cho các bạn thấy Việt Nam ta đã cao tay như thế nào khi quyết định không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông nhé. Sự kiện mới đây nhất liên quan tới Biển Đông khiến nhiều người vô cùng lo ngại. Đó là vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, khi hơn 200 tàu dân quân biển của Trung Quốc được phát hiện ở gần đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo sinh tồn ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những con tàu này có kích thước rất lớn, vỏ bằng thép với chiều dài từ 30 đến 100 mét. Thế nhưng, điểm đặc biệt là chúng không thực hiện công việc đánh bắt cá mà chỉ xếp thành hàng dài, chiếu đèn sáng vào ban đêm và không di chuyển. Cố vấn an ninh quốc gia Philippines cho biết, những con tàu này đã neo đậu trong khu vực với số lượng ngày càng gia tăng kể từ tháng 11 năm 2020, không có dấu hiệu đánh bắt cá và cũng chưa có dấu hiệu sắp rời đi. Mặc dù Trung Quốc khẳng định các con tàu đó tư nhân sở hữu và không có bất cứ hệ thống vũ khí nào, nhưng chuyên gia Andrew Erickson thuộc trường chiến tranh Hải quân Mỹ cho rằng bản thân các con tàu này chính là vũ khí. Chúng lớn hơn và mạnh hơn rất nhiều so với các con tàu cá thông thường của các nước láng giềng. Với thân hình vững chắc, có nhiều đường ván được gắn ở phần thân để gia cố dây buộc và các vòi rồng áp lực nước phun xa, khiến chúng trở thành vũ khí mạnh mẽ. Trong các trường hợp xảy ra đụng độ, chúng có khả năng tấn công tàu thuyền dân sự hoặc tàu cảnh sát biển của các nước khác. Hồi cuối tháng 7 năm 2021, Trung Quốc còn ngang nhiên đưa ra luật hải cảnh mới, theo đó cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài trong vùng biển tranh chấp, bao gồm các quần đảo Senkaku, Điếu Ngư đang tranh chấp ở biển Hoa Đông, cũng như tại khu vực Biển Đông. Kết hợp với động thái đưa tàu vào đảo Ba Đầu trên, có thể thấy những hành động của Bắc Kinh đều là có chủ ý, cực kỳ nguy hiểm và táo tợn. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Trung Quốc đã nhiều lần có những hành vi không chừng mực khi bồi đắp thêm hơn 1.300 ha đất trên 7 thực thể mà nước này chiếm giữ trái phép ở Biển Đông, xây dựng đường băng, cảng, nhà chứa máy bay và triển khai thiết bị liên lạc tại các khu vực này. Để từng bước hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đang tận dụng triệt để chiến lược vùng xám. Chiến thuật này được thực hiện với mong muốn vẽ lại bản đồ chính trị mà không cần tốn một viên đạn nào. Về mặt lý thuyết, chiến thuật vùng xám được một quốc gia sử dụng để đạt được một lợi ích nào đó, thường là về lãnh thổ, nhưng không muốn dùng vũ lực một cách quy mô và trực tiếp. Chiến thuật này có hai đặc trưng căn bản. Thứ nhất là không để xung đột vượt ngưỡng thành chiến tranh nóng. Thứ hai là từ từ tịnh tiến. Với chiến thuật này, các nước có thể dùng lực lượng quân sự núp bóng các lực lượng dân sự hoạt động. Ở đây, lực lượng đắc lực mà Trung Quốc triển khai là dân quân biển. Chiến lược vùng xám này liên tục được Trung Quốc thử nghiệm và điều chỉnh qua những cuộc đối đầu với lực lượng chấp pháp của các nước trên Biển Đông từ năm 2006. Mục đích của những hành động quấy rối đó nhằm thay đổi hiện trạng, biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp và gây lúng túng cho các nước trong việc phản ứng. Cùng với việc chính thức tung ra cái gọi là yêu sách đường lưỡi bò, từ năm 2009, Trung Quốc cũng đã phát động một chiến dịch lớn nhằm tìm mọi cách đưa ra các bằng chứng lịch sử để bảo vệ tính chính danh của đường lưỡi bò. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn từ chối tham gia vào quá trình công pháp quốc tế để làm rõ tính chất pháp lý của yêu sách phi pháp này. Bên cạnh đưa ra cách diễn giải riêng về lịch sử và pháp lý, Trung Quốc cũng tăng cường hiện diện trên thực địa thông qua xây dựng hạm đội hải cảnh cùng với một lực lượng dân quân biển đông đảo. Các lực lượng bán quân sự như trên rất phù hợp với triết lý của vùng xám, gây ra đủ căng thẳng, bảo vệ được sự hiện diện của Trung Quốc, nhưng lại không để căng thẳng lên mức xung đột quân sự để các cường quốc như Mỹ có thể tham gia. Chiến thuật vùng xám đã được Trung Quốc lặp lại ở Biển Đông hồi năm ngoái, tức năm 2020, bao gồm thành lập hai đơn vị hành chính cấp quận, huyện bất hợp pháp để kiểm soát Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần Hoàng Sa, xây dựng trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá Subi ở quần đảo Trường Sa, điều đội tàu hỏa dẫm và ngăn chặn Malaysia thăm dò, khai thác tài nguyên ngoài khơi. Những hành động táo tợn này của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế và công ước
Thứ nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Theo công ước này, tàu thuyền của các quốc gia khác được quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của quốc gia ven biển với những quy định kiểm soát chặt chẽ của các quốc gia ven biển. Đi qua lãnh hải ở đây được hiểu là tàu thuyền nước khác có quyền đi ngang qua lãnh hải của quốc gia ven biển mà không vào nổi thủy, không đậu lại tại các công trình cảng hay một vũng tàu ở bên ngoài nội thủy. Như vậy, việc Trung Quốc cho tàu thuyền tập kết tại Đá Ba Đầu đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi vi phạm và tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Thứ hai, Bắc Kinh đã vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. DOC nêu rõ, các bên cam kết kiềm chế không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm hoặc gia tăng tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định. Tuyên bố đặc biệt nhấn mạnh, việc kiềm chế không đưa người lên các đảo bãi hiện nay không có người ở, giải quyết bất đồng thông qua các động thái mang tính xây dựng. Tuy vậy, Trung Quốc lại đang làm trái với những cam kết này. Thứ ba là phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016. Phán quyết của Tòa trọng tài đã bác bỏ những yêu sách phi lý của Trung Quốc với cái gọi là chủ quyền ở Biển Đông. Điều này cũng có nghĩa là những yêu sách của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp. Thế nhưng, trước những hành động biết rõ ràng là vi phạm đó, Việt Nam vẫn kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Nguyên tắc này là lập trường nhất quán của Việt Nam, đã được ghi nhận và nhắc lại nhiều lần trong các văn kiện khu vực cũng như song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tuyên bố của lãnh đạo hai nước. Tại sao lại như vậy ạ? Trước hết, phải tái khẳng định rằng chủ quyền quốc gia là không thể từ bỏ. Và đây cũng là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Riêng với vấn đề Biển Đông, những người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Giữa vấn đề chủ quyền lãnh thổ nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng, lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhấn mạnh nguyên tắc tự kiềm chế, không quân sự hóa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Thực tế cho thấy, mỗi khi chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông bị xâm phạm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng các biện pháp hòa bình. Cụ thể là thông qua các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao. Những năm gần đây, khi vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, chúng ta càng có thêm nhiều cơ hội để đưa ra tiếng nói khẳng định chủ quyền ở Biển Đông tại các cơ chế diễn đàn đa phương. Ví dụ điển hình nhất là trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2022, Việt Nam đã nhiều lần nêu vấn đề Biển Đông để cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan đúng đắn về vấn đề này. Tại sao chúng ta phải dùng vũ lực khi trên những cơ sở lịch sử và cơ sở pháp lý đều đầy đủ và rõ ràng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Thêm nữa, Tòa án trọng tài biển đã bác bỏ yêu sách đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Điều này càng tạo thêm cơ sở pháp lý vững chắc để giúp làm giảm những tranh chấp ở Biển Đông xuống quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Vậy nên việc sử dụng vũ lực của chúng ta là hoàn toàn không nên, bởi nó sẽ là bước đà giúp Trung Quốc có cớ để gây hấn. Như vậy khác nào tự tạo khó khăn cho bản thân, mua dây buộc mình phải không ạ? Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam và những cuộc chiến tranh trên thế giới đã chứng minh cho hậu quả nghiêm trọng của xung đột vũ trang. Người dân Việt Nam hơn ai hết mong muốn hòa bình, ổn định và phát triển. Do đó, với vấn đề Biển Đông, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình. Chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng, bất khả kháng, để tự vệ và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Nhân đây cũng cần khẳng định lại rằng, bên cạnh việc kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên chứng cứ pháp lý, lịch sử và luật pháp quốc tế, lực lượng vũ trang Việt Nam vẫn ngày đêm bám biển, sẵn sàng canh giữ và thực hiện các phương án bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù tình hình trên biển nhiều lúc căng thẳng, phức tạp, Việt Nam ta vẫn đạt được các mục tiêu,
đó là giữ vững chủ quyền biển đảo, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, không để xảy ra xung đột. Có đó càng chứng minh chủ trương, đường lối chính sách giải quyết bất đồng trên Biển Đông của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, suy cho cùng, vấn đề Biển Đông không phải là một việc có thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà cần sự kiên trì lâu dài để góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước rất cần có cái nhìn khách quan về tình hình Biển Đông, về đường lối, chủ trương giải quyết vấn đề này của Đảng và Nhà nước, đồng thời tỉnh táo, cảnh giác, phản bác mạnh mẽ các luận điệu xuyên tạc, kích động mà những phần tử xấu đã và đang giáp tâm tạo ra. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.